tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, trong trận lũ quét lịch sử tại xã Mường Bồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã khiến 3 người thiệt mạng, 4 người mất tích, nhiều người may mắn đã thoát lưỡi hái tử thần một cách thần kỳ dưới dòng nước dữ. Đến hiện tại, khi nhắc đến đêm định mệnh đó, nhiều người trong số họ chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Cửa hàng xăng dầu số 3 Mường Bồn nằm ven đường quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Mường Bồn 1, xã Mường Bồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, vị trí cách trung tâm xã Mường Bồn hơn 2 km. Khi nhớ lại khoảnh khắc thoát lưỡi hái tử thần một cách thần kỳ dưới dòng lũ dữ, khuôn mặt của anh Quảng Văn Luyến, trạm trưởng cây xăng vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh kể, khoảng 2 giờ sáng ngày 25 tháng 7, trong cơn mưa lớn, anh và vợ là chị Lò Thị Liên, nhân viên trạm y tế xã Mường Bồn, bất ngờ nghe tiếng đất đá ầm ầm từ phía trên trôi xuống. Dòng nước lũ xô ập vào tường, quét phăng mấy trụ bơm xăng xuống cánh đồng phía dưới. Nước cao dâng khoảng 1,5 mét trong màn đêm đen kịt, cả hai không kịp xác định được phương hướng, cố gắng di chuyển sang ngọn đồi đối diện trạm xăng. Lúc này, cột điện trước cây xăng bị đổ, dây điện giăng ngang, cây cối bị lũ cuốn ngổn ngang. Trên đường di chuyển, hai vợ chồng bị lạc nhau giữa dòng nước chảy xiết, bản thân cố gắng tựa theo dòng lũ trôi đến một quả đồi cách đó không xa. Thế nhưng do giao thông bị chia cắt, hai vợ chồng không liên lạc được, không biết tin tức của nhau. Vị trí cây xăng không có điện, không có mạng, giao thông bị chia cắt mạnh. Sau nhiều giờ nỗ lực san ủi, khai thông đường, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được với anh Luyến. Anh Luyến kể lại, theo bà con kể, vợ tôi bị đá lăn vào chân, cố nén đau đớn, lết được đến quả đồi thì kiệt sức. Đến 11 giờ cùng ngày thì lực lượng cứu hộ phát hiện, tiếp cận và đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Tôi được biết vợ tôi vừa mới phẫu thuật chân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, hiện nay sức khỏe đã ổn định. Kể từ khi vợ nằm viện, anh Luyến cũng chưa có điều kiện gặp vợ. Các con, gia đình mỗi người chia cắt một nơi. Hiện anh Luyến túc trực 24/24 giờ ở trạm xăng, cùng các lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực dọn dẹp, di chuyển khối đất đá vùi lấp trước trạm xăng và mặt đường quốc lộ 12. Anh Luyến bày tỏ, tôi mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho dân sớm đi lại, cũng như hỗ trợ người dân nơi ở mới an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm, quần áo. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, đến 11 giờ ngày 27 tháng 7, Công an huyện Mường Trà phối hợp với chính quyền các xã Hủy Mí, Na Sang thuộc huyện Mường Trà đã phát hiện trục vớt được một thi thể là nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất lũ quét vào đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25 tháng 7 tại xã Mường Bồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nạn nhân được xác định là chị Giàng Thị Dìa, người dân trú tại Hủy Ké, Bản Lĩnh, xã Mường Bồn, huyện Điện Biên. Địa điểm trục vớt được tại khu vực lòng hồ Long Tạo thuộc bản Bá Ít, địa bàn xã Hủy Mí, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và địa phương tổ chức mai táng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét kinh hoàng vừa qua tại xã Mường Bồn, huyện Điện Biên đã khiến 3 người tử vong, 4 người bị mất tích. Tại xã Mường Bồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài suốt cả đêm ngày 24 tháng 7 và rạng sáng ngày 25 tháng 7. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 7, nước lũ cùng đất đá từ phía trên đỉnh núi bất ngờ đổ dồn dập xuống khu vực bản Mường Bồn 1, cuốn trôi, làm hư hỏng nhiều nhà cửa. Lũ quét trong đêm đột ngột xảy ra nên người dân không kịp trở tay. Thống kê ban đầu có 2 người thiệt mạng là 2 mẹ con. 5 người khác bị mất tích, trong đó có một cháu nhỏ 10 tháng tuổi. Xót xa nhất có lẽ là sự mất mát của gia đình anh Cà Văn Luyến, sinh năm 1974, ở bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Bởi trận lũ này đã cướp đi của anh Luyến ngôi nhà nhỏ cùng người vợ là bà LTN, 51 tuổi, và con trai là cháu CVT, 13 tuổi. Anh Luyến thẫn thờ nhìn thi thể của vợ và con trai đang nằm lạnh lẽo, tạm bợ trên bãi đất trống gần nhà. Xung quanh chỉ có đồ đạc mới được người dân cùng lực lượng chức năng di rời ra từ đống đổ nát trong ngôi nhà nhỏ của gia đình. Anh Luyến liên tục đưa ống tay áo, lau nước mắt, giọng nghẹn đắng kể lại thời khắc kinh hoàng. Khi đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 7, ngoài trời mưa liên tục, nên anh Luyến không ngủ được. Anh Luyến ra ngoài hành lang hút thuốc lào, lúc đó cũng chỉ mưa nhỏ, không phải mưa lớn. Anh Luyến cho biết nếu mưa lớn, anh Luyến đã gọi vợ con dậy. Tuy nhiên, đang ngồi bên hiên nhà thì bất ngờ nghe tiếng ầm ầm từ trên ta luy, sau đó đổ sập xuống cuốn qua ngôi nhà anh. Anh Luyến nói, trong lúc vô vọng, anh gọi tên của vợ cùng đứa con nhỏ đang ngủ trong nhà nhưng không thấy ai trả lời nữa.
Ngay sau khi lũ cuốn qua, bản thân anh Luyến chạy kịp ra khỏi hiện trường nhưng cũng bị thương nặng ở chân và vùng đầu. Sau một lúc nén cơn đau, anh Luyến gọi người em chú và bà con xung quanh đến hỗ trợ, giúp đỡ nhưng không thấy vợ con anh đâu nữa. Đến khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 25 tháng 7, khi lực lượng chức năng đến hỗ trợ cứu nạn đã tìm thấy vợ và con trai anh Luyến đã tử vong, bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá, cách nhà không xa. Tuy nhiên, do trận lũ quét đi qua nên ngôi nhà của vợ chồng anh Luyến đã bị lũ cuốn bay, đồ đạc trong nhà cũng không còn nguyên vẹn. Thi thể hai mẹ con chị N và cháu T phải nằm tạm bên một bãi đất trống gần nhà. Chiều ngày 25 tháng 7, do mưa lớn tiếp tục diễn ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng phải di rời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở, tạm dừng việc tìm kiếm những người mất tích do mưa lũ gây ra. Theo lãnh đạo địa phương, gia đình ông Cà Văn Luyến là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có 4 thành viên. Cô con gái lớn đã đi lấy chồng. Sau khi xảy ra vụ việc, hiện địa phương đang khẩn trương liên hệ các đơn vị trước mắt đứng ra lo hậu sự cho những người thiệt mạng do mưa lũ, ổn định cuộc sống người dân. Tình hình lũ quét ở Điện Biên tính đến 11 giờ ngày 25 tháng 7, theo thống kê nhanh của chính quyền địa phương, ghi nhận có 2 người thiệt mạng, 5 người mất tích, 2 người bị thương do mưa lũ. Cụ thể, thống kê tại thời điểm 11 giờ sáng ngày 25 tháng 7, trận lũ quét lớn bất ngờ xảy ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đã ghi nhận có 2 người thiệt mạng. Tại xã Mường Pồn 1 là bà Lường Thị Nờ, 51 tuổi và cháu Cà Văn Tê, 13 tuổi. 5 người khác hiện bị mất tích, trong đó có một cháu nhỏ 10 tháng tuổi, 2 người bị thương. Về tài sản, khoảng gần 120 ngôi nhà bị cuốn trôi, đổ sập, hư hỏng. Về sản xuất, 40 hectare lúa bị vùi lấp và 2 hectare thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của trận lũ quét. Chị Quang Thị Hương ở bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn cho biết trận lũ quét xảy ra trong đêm khiến nhà cửa, lợn gà cùng cả những thửa ruộng của gia đình bị lũ cuốn trôi tất cả. Tại hiện trường trận lũ quét, ghi nhận khung cảnh tan hoang nơi cơn lũ vừa đi qua. Những gương mặt người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau một đêm chạy lũ. Hàng chục hecta ruộng vườn của người dân bị tàn phá nặng nề, đường xá bị chia cắt nhiều đoạn, trên đồi nhiều vị trí sạt trượt, có nguy cơ tiếp tục sạt trượt cao. Ông Ngô Xuân Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang chia làm hai mũi. Mũi thứ nhất tổ chức tìm kiếm những người hiện còn đang mất tích. Mũi thứ hai tổ chức di rời tài sản của những hộ gia đình có khả năng bị sạt lở tiếp theo nếu như tiếp tục có mưa lớn xảy ra. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cùng gia đình lo hậu sự cho những người đã khuất. Tại hiện trường, các đơn vị chức năng huy động hơn chục máy xúc, máy ủi, khẩn trương xúc bùn đất trên quốc lộ 12. Tuy nhiên, công tác khắc phục đang hết sức khó khăn vì lượng đất đá rất lớn vẫn tiếp tục trượt từ trên núi xuống. Thượng tá Thiều Xuân Vương, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Điện Biên cho biết, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang gặp rất nhiều khó khăn do hàng nghìn mét khối đất đá bùn trôi xuống. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã phải tăng cường hàng trăm người xuống hiện trường, huy động nhiều máy móc, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, di rời tài sản cho người dân. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên, do lượng đất đá quá lớn tràn xuống hàng trăm mét đường của tuyến quốc lộ 12 nối Điện Biên Lai Châu, khiến tuyến đường này đã bị tê liệt hoàn toàn, ít nhất phải 2 đến 3 ngày tới nếu thời tiết thuận lợi mới có thể thông tuyến. Những ngày vừa qua, mưa lớn ở Sơn La đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khi có đến 10 người thương vong do lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt tại xã Triềng Nơi, huyện Mai Sơn đã có 6 thi thể bị vùi lấp sau vụ sạt lở ở bản Hua Bư và bản Pá Hốc. Ông Nguyễn Khắc Hào, trưởng phòng nông nghiệp huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, từ sáng ngày 25 tháng 7, trên địa bàn xã Triềng Nơi mưa đã tạnh. Việc tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở ở bản Hua Bư và bản Pá Hốc được 100 người gồm lực lượng công an, bộ đội, dân quân và người dân triển khai. Đến khoảng 10 giờ 20, với sự cố gắng của các lực lượng 4 tại chỗ, xã Triềng Nơi, huyện Mai Sơn đã tìm thấy các nạn nhân VAT sinh năm 1998, bản Hua Pư, nạn nhân thứ 5 được tìm thấy. Tiếp đó, đến 15 giờ 30 phút, các lực lượng đã tìm thấy nạn nhân thứ 6 là VTB sinh năm 2015. Đến thời điểm này, các lực lượng đã tìm thấy tất cả 6 nạn nhân xấu số. Ông Hào nói, huyện Mai Sơn đã thành lập đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện cùng lực lượng Ban Chỉ huy quân sự, huy động gần 100 người thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện, dân quân tự vệ, lực lượng công an để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Vũ Tiến Đĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn, Sơn La cho biết,
Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn huyện Mai Sơn đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, có nơi trên 70mm, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn huyện. Trên địa bàn huyện Mai Sơn, mưa lũ đã làm ảnh hưởng 375 nhà dân. Tuyến đường quốc lộ 6, tuyến đường 37 Cò Nòi, Phiên Bàn bị sạt lở, gây tắc nghiêm trọng. 4 cầu treo bị lũ cuốn trôi, 21 cột điện hạ thế bị đổ gãy, ngập úng, vùi lấp 564,7 hectare diện tích hoa màu. Ước tính thiệt hại khoảng 81.865,2 triệu đồng. Để kịp thời ứng phó với thiên tai, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ và 3 sẵn sàng, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả. Tổ chức thường trực 24/24 giờ theo quy định trong mùa mưa lũ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, bố trí lãnh đạo thường trực, chỉ huy xử lý các tình huống mưa lũ và thiên tai xảy ra. Chủ động các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, công cụ, thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, sơ tán dân khi có mưa lũ và thiên tai xảy ra, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các vùng bị ảnh hưởng mưa lũ và thiên tai tác động, đánh giá, xác minh chính xác các thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả kịp thời, ổn định đời sống, phục vụ sản xuất, phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường do lũ lụt gây ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!